tập phim trận chiến sức mạnh siêu nhiên. Nhưng khi lực lượng đặc biệt vào được tới nơi thì không còn thấy anh ta đâu nữa. Nghi phạm đã nhanh chóng trốn thoát trong sự ngơ ngàng của mọi người. Bố mẹ cũng rất lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra và không biết Shin đang ở nơi đâu. Hima đã nhanh chóng phát hiện ra anh ta đang bay trên trời và nhanh chóng tẩu thoát. Cả nhà Shin sốt sắng đi vào tìm kiếm vì lo lắng, không hiểu Shin có bị sao không. Nhưng hơi dư thừa rồi vì Shin cảm thấy lúc nãy chơi khá vui, mà sao thắc mắc sao Shin có thể làm được mấy chuyện đó cứ như là có siêu năng lực vậy. Shin muốn thể hiện cho các bạn xem, nhưng trước tiên muốn Kazama cho mình hun một miếng. Khi quyết định sẽ cho mọi người xem thử siêu năng lực của mình thì cơn mắc ịa của cậu ta lại đến. Shin chỉ còn biết nhanh nhanh đi vào nhà vệ sinh. Giáo sư và chị Nejiko phát hiện ra Shin đã có thể thực hiện được năng lực dịch chuyển tức thời, nhưng quan trọng là hắn ta đã bỏ trốn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Anh ta cảm thấy bây giờ cơ thể của mình là bất khả chiến bại, muốn sử dụng sức mạnh này nhiều hơn nữa. Đột nhiên có một chiếc trực thăng xuất hiện, tự giới thiệu mình là nhà tiên tri tối cao đã hồi sinh trong thời đại hỗn loạn này. Ông ta tự tin mình là người khắc chế tối cao nên biết hết mọi thứ. Mục đích ông ta tới gặp anh ta là muốn được kết bạn. Ông ta đã nói đúng về tình hình thực tế của anh ta trong xã hội này. Ông ta gợi ý muốn anh ta sử dụng sức mạnh đó cho những việc lớn lao hơn nữa. Mục đích của ông ta chính là thay đổi thế giới bằng nguồn sức mạnh của anh Mitsuru, kèm theo một điệu cười khả ố. Thật ra giáo sư cũng đã biết về việc nhà tiên tri đó và ông ta đang tập hợp những người trẻ tuyệt vọng với xã hội ngày nay, thành lập một tổ chức mang tên nhóm lật đổ thời lệnh hòa. Công nhận là nghe cái tên có chút hơi mệt. Điều mà giáo sư lo lắng nhất là sợ chúng sẽ nhúng tay vào năng lực hắc ám thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn rất nhiều. Chị Nejiko muốn tìm ra anh Mitsuru trước bọn họ. Shin mồm nói lại phải chơi với tên biến thái đó nhưng thực chất lại rất vui vẻ. Điều mọi người lo lắng chính thức đã xảy ra, anh ta và ông già tiên tri chính thức đã hợp thành một phe. Căn cứ của họ chính là một công viên bị bỏ hoang do không có khách. Đây là căn cứ chính của bọn họ. Sau khi đi vào một đường hầm bí mật, cánh cửa được mở ra lại là một không gian hoàn toàn khác, một trời một vực so với tổ chức công lý. Ở đây nguy nga trắng lệ ra sao thì ở chỗ đội bảo vệ công lý tồi tàn bấy nhiêu. Nơi đây ông ta đã nuôi giữ tất cả những người đã hết khả năng lao động. Đây là những người bị thế giới bỏ rơi. Những người này mang đến năng lượng tiêu cực mà họ tích trữ trong cuộc sống hàng ngày. Năng lượng được giải phóng khi con số đạt 100% mức năng lượng sẽ đạt cực nhiều hơn mức mà loài người sử dụng trong sản xuất thực tế ở thời kỳ hiện tại. Anh ta vẫn không hiểu ông ta đang có ý định muốn làm gì với mấy con số vớ vẩn đó. Ông ta nhận thấy chỉ cần hơn 50 năm nữa thế giới này sẽ chính thức bị biến chất, vì thế muốn sử dụng sức mạnh của anh ta đang có để thay đổi thế giới này. Muốn anh kết hợp năng lượng của mình với bộ tích lũy để tạo ra một nhóm siêu năng lực mạnh nhất thế giới. Tất nhiên để làm được điều đó phải có sức mạnh của anh ta. Chưa cho anh Mitsuru có cơ hội đồng ý, ông ta đã nhanh chóng sử dụng máy móc của mình để hút năng lượng hắc ám từ người anh ta vào cỗ máy tích lũy, mặc cho anh ta kêu gào dừng lại. Con số nhanh chóng tăng vọt lên khiến ông ta sung sướng, cảm thấy điều này thật sự quá tuyệt vời. Giáo sư tiếp tục nói về lời tiên tri, khi nói về năng lượng hắc ám sẽ được giải phóng, lòng căm thù của những người bị áp bức sẽ trỗi dậy. Để ngăn cản điều đó chỉ còn cách kết hợp sức mạnh của Shin với sức mạnh của giáo sư và cố gắng làm hết sức mình. Nhưng bố mẹ nghe đến việc lật đổ thế giới cảm thấy nó quá lớn lao và không hề liên quan gì đến họ. Chị Nejiko rất tức giận nhắc nhở bố mẹ số phận của thế giới phụ thuộc vào Shin, nhưng khi nhìn sang cậu ta đang vô tư chơi siêu nhân thì có chút bất an. Giáo sư cầm siêu nhiên của Shin tới đưa cho cậu ta mà thắc mắc hỏi cậu ta có muốn cứu lấy trái đất, nhưng Shin không hiểu câu nói sâu xa đấy của ông có ý nghĩa như thế nào. Bọn họ di chuyển trên một chiếc thang máy, bố thắc mắc không hiểu nó sẽ đưa mình tới đâu. Thật ra chính chị Nejiko cũng không biết gì nhiều về trụ sở này. Giáo sư đã chế tạo ra một thứ vũ khí bí mật dành cho trường hợp khẩn cấp, Shin nghe thế thì rất hào hứng. Nhưng khi họ bước ra khỏi thang máy, không gian trước mắt quá tối tăm, khi ánh đèn được bật lên Shin đã nhìn thấy một con robot khổng lồ, chính là thần tượng của cậu ta. Shin thắc mắc không biết con robot có thể di chuyển được không, giáo sư đi lại chỗ Shin khẳng định với sức mạnh của Shin có thể di chuyển được nó. Chị Nejiko cũng hiểu ra được vấn đề, có cái này sẽ giúp Shin tập trung hơn rất nhiều. Thật sự không giống như một buổi huấn luyện mà giống như một buổi ca nhạc khiêu vũ. Bố lúc này cũng đã hăng say hơn, muốn cùng Shin tiến vào cuộc chiến, nhưng mẹ Misae đã dừng buổi hòa nhạc lại khiến bố và Shin thắc mắc. Hóa ra mẹ sợ nguyên liệu làm sushi trong tủ lạnh sẽ bị hư nên muốn sử dụng hết trước khi nó hỏng. Chị Nejiko nhắc nhở nhóm lật đổ hành động thì sẽ xử lý ra sao. Giáo sư cảm thấy có thực mới vực được đạo, vì thế quyết định sẽ đi ăn cho no cái bụng đã rồi tính tiếp. Nhưng câu trả lời của Shin càng khiến chị ngay Nejiko bất lực hơn nữa. Lúc này bên ông tiên tri thì đang rất hứng khởi khi con số nhảy vọt lên rất nhanh, sắp đạt tới mức 100%. Sau khi đã đạt mức, ông ta quyết định muốn anh ta sử dụng sức mạnh của mình để nghiền nát đất nước không có tương lai này. Trong khi lúc này Shin đang vui vẻ sử dụng sức mạnh của mình để ăn sushi một cách ngon miệng nhất, bố thì hơi bức xúc bởi vì ông giáo sư đã đi ăn trực lại còn ăn nhiều. Giáo sư lảng tránh sang việc khác, nếu như anh Mitsuru kia sinh ra trong gia đình như Shin thì có lẽ mọi việc đã không đi đến bước đường này. Bố vẫn không quên nhắc nhở ông giáo sư ăn ít lại.
Mẹ thì thắc mắc về tiêu chí lựa chọn người vào trong nhóm hắc ám như thế nào. Chị Nejiko đưa ra một xấp tờ rơi họ đã dùng phương pháp khá liều lĩnh. Giáo sư khẳng định những điều viết ở trên tờ rơi cũng khá đúng vì họ cũng đã lường trước được điều này nhưng lại luôn trì hoãn hành động vì thế mà thế hệ tương lai sẽ phải trả giá. Thật ra bố cũng cảm nhận thấy điều đó vì khi lúc còn nhỏ bố nghĩ rằng càng làm việc nhiều thì mọi người sẽ càng hạnh phúc nhưng kinh tế bây giờ quá thảm hại. Shin vẫn rất ngây thơ không hề biết điều gì sẽ xảy ra mà thản nhiên vô tư chơi đùa. Chị Nejiko khẳng định điều đó không có nghĩa là để cho chúng lộng hành. Đột nhiên lúc này giáo sư có điện thoại của nhà tiên tri. Họ quen biết nhau bởi vì họ ở cùng một nhóm nghiên cứu ở trường trung học cấp 2, cũng chính là bạn thân của nhau. Lúc này nhà tiên tri thông báo với giáo sư có chuyện khẩn cấp xảy ra khi khoảng khắc tích lũy tiêu cực đầy 100% sẽ gây ra vài vụ nổ và anh ta đã biến thành một con quái vật khủng khiếp. Chưa nói xong thì ông ta đã bị con quái vật khủng khiếp đấy tấn công. Bố thắc mắc bây giờ họ sẽ phải làm gì. Giáo sư cũng bất lực bây giờ chỉ còn dựa vào sức mạnh của Shin mà thôi. Tên quái vật quyết định sẽ hủy đi thế giới không có tương lai này theo đúng như mong muốn của nhà tiên tri và mục tiêu đầu tiên của hắn ta chính là ông ta. Nhà tiên tri cảm thấy nguy hiểm mà muốn ngăn cản hắn ta lại, khuyên hắn không nên sử dụng sức mạnh quá bừa bãi nếu không sẽ không kiểm soát được. Nhưng bây giờ đối với anh ta những điều này đã trở nên vô nghĩa rồi. Trong lúc nhà tiên tri nghĩ rằng mình đã toi đời rồi thì bỗng một luồng ánh sáng chiếu vào khiến cho hắn ta phải chú ý dõi theo. Cậu ta vẫn đang suy nghĩ cho tình bạn của mình và Mitsuru gọi là gì. Mấy người bạn xấu cảm thấy Shin thật thích đùa mà tiếp tục bắt nạt bạn chí cốt của cậu ta. Shin không thể chịu đựng được mà lao vào muốn sống má cùng với họ. Lúc này ở bên ngoài con quái vật đang có một biểu hiện kỳ lạ. Hima cũng rất khó chịu khiến mẹ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô bé. Chị Nejiko nghĩ rằng cô bé đang kết nối thần giao cách cảm với Shin. Nhanh chóng cô bé đã dùng ánh sáng của mình chiếu vào nội tâm của con quái vật. Một màn hình phản chiếu khiến mọi người có thể biết được Shin đang làm gì trong đó. Trong cuộc chiến này đúng thật sự là không ngang tài ngang sức. Mitsuru khuyên Shin hãy dừng lại. Nhưng Shin thể hiện ý chí quyết tâm vì họ là bạn bè nên sẽ không để cho nhau đơn độc. Nhìn thấy người bạn chí cốt của mình đang bị những người bạn xấu trêu đùa, Mitsuru đã lấy hết dũng khí đứng lên chiến đấu bảo vệ Shin. Cả hai người cứ như vậy dù có bị đánh như thế nào thì cũng không từ bỏ, mọi người bên ngoài cũng luôn ủng hộ cậu ta. Mẹ Misae nhìn thấy Shin bị như vậy thì rất đau lòng nhưng bà cố kìm nén bản thân cổ vũ cậu ta phải cố lên, hãy hết mình chiến đấu. Nhưng đang đến đoạn gay cấn thì Hima đã kiệt sức không thể tiếp tục cho mọi người xem tiếp đoạn sau. Giáo sư và mọi người cảm thấy lo lắng nếu như thua đám bắt nạt đó thì mọi thứ sẽ bị nuốt chửng không thể quay lại được nữa. Mẹ nghe thấy điều đó thì sợ hãi muốn chạy lại phía con quái vật đòi lại Shin, may mắn bố đã cản lại kịp. Mọi người nhìn thấy có vẻ như Shin vẫn đang cố gắng chiến đấu. Lúc này nhà tiên tri đọc trong sách phát hiện ra vẫn còn cách để trừng trị con quái vật này chính là lấy độc trị độc. Đòn kết liễu con quái vật là sẽ bị hai quả cầu độc đen hôi thối xử lý, nhưng mẹ thắc mắc lấy đâu ra hai quả cầu độc đó. Chợt lúc này mẹ như phát hiện ra điều gì đó mà chỉ vào đôi chân của bố. Lúc này cả hai người vì nước quên thân vì dân phục vụ đã cố gắng chịu đựng hai quả bom thối, lấy hết sức bình sinh ném thẳng nó về phía con quái vật. Shin và anh Mitsuru cũng đã không còn sức lực để chống lại bọn bắt nạt nữa. May mắn đã đến với cậu ta khi hai quả cầu thối đã xuất hiện giúp Shin có thể đảo ngược tình thế. Cả hai người đã sử dụng quả bom thối của bố để tấn công bọn bắt nạt và đúng không ai có thể chống cự lại cái mùi độc nhất vô nhị đó của bố. Sau khi đã xử lý xong hai tên chỉ còn một tên khó nhằn, nhưng nhờ có sự kết hợp của hai người nên họ cũng đã hạ gục được hắn ta. Ngày nhà tiên tri lại xuất hiện trên chiếc trực thăng nói với giáo sư còn rất nhiều điều hơn thế nữa trong lời tiên tri và khẳng định tham vọng của mình chưa dập tắt. Lần tới chắc chắn sẽ lật đổ được thế giới này. Nhà tiên tri khẳng định nếu ông ta không làm gì sẽ không có tương lai cho đất nước này. Mẹ thắc mắc khi mọi người cứ để cho ông ta rời đi, chị Nejiko khẳng định ông ta sẽ không thể làm được gì cả. Giáo sư cũng tiên tri rằng ông ta sẽ thất bại, vừa nói xong thì cái trực thăng của ông ta liên tục phát nổ rồi rơi xuống. Nó nhanh hơn dự đoán của mọi người khiến họ cũng có chút thất vọng. Shin lại hỏi bố tương lai của họ sẽ đen tối hay sao, bố khẳng định với Shin điều đó là không phải chỉ cần chăm chỉ thì việc gì cũng làm được. Shin nghe thấy thế thì cảm thấy nản, bố bắt đầu khích lệ Shin vì cậu ta đã cố gắng hết sức nên đã cứu được anh chàng Mitsuru này. Đột nhiên lúc này Mitsuru dù cảm thấy uể oải là vì do anh quá đói, Shin nghe thấy vậy thì cũng nả nước theo cảm thấy cơn đói đến nhanh hơn. Bố thấy vậy thì vui vẻ mời mọi người cùng quay lại buổi tiệc sushi cuộn tay và mời cả anh Mitsuru tham gia cùng, với lý do là muốn anh bồi thường cho chiếc xe đã làm hỏng của gia đình. Khi nghe việc mình làm hỏng chiếc xe thì anh đã không tin vì nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được điều đó. Bố lại bắt đầu khích lệ anh Mitsuru vì anh còn trẻ có thể làm được mọi thứ, thấy anh có vẻ bi quan lên mọi người lại bắt đầu khích lệ cổ vũ tinh thần cho anh. Bố đưa ra một lời tiên tri dành cho anh Mitsuru thay vì làm mình hạnh phúc hãy cố gắng làm cho người khác hạnh phúc. Cùng với sự động viên của mọi người khiến anh Mitsuru rất xúc động, đây cũng là một động lực giúp anh bước đi trên con đường phía trước. Lúc này Shin mới nhắc nhở bố khi nói những lời hay ý đẹp như vậy mà lại quên không mặc quần. Thật sự kết thúc phim Shin lại một lần nữa cùng anh Mitsuru đập tay thể hiện sự quyết tâm cho tương lai phía trước của họ.